nay mình quay con S80 các bạn. Này hôm nay mình có quay nhiều cho bạn xem rồi. Hôm nay đi ngày đầu tiên đi múc ha các bạn. Múc qua lộ nè. Nó gần 17 mét. Gào thì cái lưỡi thì 1m7 các bạn. Cái lưỡi ha. Thì cái chiều cong chiều cái lưng của nó thì mình cử ngang thì bị tắt các bạn. Gào này sẽ bự. Ống gào quá bự. Nói cái tạ làm sao ha. Nói tạ đưa tạ ghim này sao làm sao các bạn. Quá trời cục đất nhả rồi cái đâu rồi
thấy xe nó lên ghê hay không ạ. Rồi xin kết thúc video ha các bạn ơi. Mình quay thì 8-9 phút cho bạn xem thôi ha. Mình quay tiếp tục những video khác cho bạn xem ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ ha.